quá trình channel của mình là Tôn 2K5B Gaming đây. Mình đã qua Flow 3 rồi anh em ạ. Ok. Mình sẽ đại chiến dòng mang, mặc dù level mình vẫn yếu nhưng mà cũng được sao. Lần này bị bựa đó. Ok, mình sẽ quay lại cái tờ nơi. Ok, mình tới tháp rồi, mình sẽ đợi ông Ad nha anh em. Ok. Ok, ông Ad đây anh em. Và ông này sẽ chỉ mình luôn ha. Đi tới chỗ rồng thần các bạn. Rồng băng nha anh em. Rồng băng đây là cái nơi mà được gọi thế nào bên rồng băng nhỉ? Rồng băng là cái nơi mà Kirito tìm được cái khoáng thạch nha anh em. Khoáng thạch của rồng băng á. Rồng băng ăn pha lê và nói chung là đi ra cái khoáng sản quý hiếm đấy. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi nè. À đây nè anh em ạ. Cắm thẳng ha. Cứ cắm thẳng chạy cho mình. Floor 3 cũng dễ lắm, cắm thẳng chạy là ok. Đừng đụng. Chạy thôi. Chạy. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Nhớ đường anh em ạ. Đây nè, rồng thần, ơi con rồng băng nó ăn mấy cái pha lê hồi nãy anh em. Đây rồng ăn, rồng băng ăn mấy cái pha lê thế này nè. Đó. Ui giời ơi, mấy anh ơi, anh em cứ cắm thẳng vào đường thẳng mình cho chạy chạy với mình anh em ạ. Là auto sẽ tìm được nơi đó của rồng băng. Chạy, chạy. Ui, chạy, 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 chạy. Ông ơi, ông Ad ơi. Bước vào đây, cần hết. Không quẹo được hết nha anh em. Cứ đi thẳng là được. Sắp tới rồi anh em ạ. Cứ đi như mình ha. Anh em cứ đi như mình ha. Rồi, chúng ta đã tới nơi. Ok, chúng ta sẽ đại chiến rồng băng. Mình sẽ quay lại khi nào có. Vừa rip xong anh em. Mình cơ người tiếp, gọi liên team và chạy lại. Mình đã nhớ đừng chạy rồi nên không cần lo nè, chạy thôi. Đây anh em, rồng băng. Tấn. Tấn sao nó tấn lại mình rip là hay á. Tấn đòn. Đó, nó nhắm mình rồi, nó nhắm mình rồi. Ờ chưa 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 chưa. Lại tấn tiếp. Không nhắm tao thôi. Tấn một lỗ đít mới tiếp. Chạy. Tấn xong chạy. Ngáo mà mày. Lỗ đít hả? Chọc cho khỏi hi luôn nè. Mày góc, mày góc. Chọc cho khỏi đi luôn. Chạy, chạy, chạy. Chọc, chọc, chạy, chạy. Mình chọc lỗ đít nó cho nó khỏi đi luôn nữa nè. F8 lên, auto lick. Chạy. Rồi rip. Nice. Sao? Mình vẫn gây được đam. Mình sẽ quay lại sau nha. Ông up, ông off rồi. Nên chỉ cần mình trong server nên thôi. Cố kêu được con rồng băng nhanh ha. Ok, đi tới nào. Ok, mình đã tới nơi ha. Ui chào, bọn người tiếp cái chào đau quá. Chỗ này xây khá đẹp ha. Wow, một núi rừng pha lê luôn kìa. Được rồi. Ok, boss ra. Mình canh mà mình đánh thôi. Ok,
nghe tu lai ha, tu na ha nè. Cứ cười đi. Úi trời ơi em ơi, làm gì nhau? Vừa đắm vừa chuân là nghệ thuật của anh. Phun lửa, phun lửa này. Chẳng cho nó mất đường ruột luôn, phải phun. Cái sau con rồng này là mình họp nha. Wow, giờ mà tao phải cho băng thước tình đây thì mày ngấp hành. Anh ơi thay em thôi clip dừng đây nha anh em thích để lại share comment cho mình ha.